Khoáng chất có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe, thực hiện quá trình trao đổi chất và hỗ trợ các chức năng trong cơ thể. Các khoáng chất chính như là clorua, natri, kali, canxi, pho, magie là những khoáng chất mà cơ thể cần với một lượng lớn. Trong khi đó, các khoáng chất vi lượng như là sắt, kẽm, selen, mangan, đồng, iốt là những khoáng chất mà cơ thể cần với một lượng nhỏ hơn. Trong đó thì canxi là khoáng chất chiếm tỷ lệ cao nhất, từ 1.5 cho đến 2% trọng lượng cơ thể. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển xương, cơ và hệ thần kinh. Khoảng 99% canxi tập trung ở xương và răng, và 1% còn lại là những ion canxi nằm trong máu để hỗ trợ các chức năng thần kinh và co giãn cơ. Đối với xương và răng thì canxi đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển xương. Xương chủ yếu được cấu tạo từ canxi và bộ xương sẽ phát triển liên tục từ lúc sinh cho đến độ tuổi thiếu niên. Khối lượng xương sẽ phát triển và đạt mức tối đa vào khoảng giữa những năm 20 tuổi và trước những năm 30 tuổi. Sau độ tuổi này thì mật độ xương suy yếu dần và bắt đầu xảy ra hiện tượng mất xương. Các tế bào xương sẽ được tiêu hủy và thay mới theo một cái quá trình vòng tròn. Mỗi năm thì một người trưởng thành sẽ thay khoảng 10% khối lượng xương, và cứ như vậy thì sau 10 năm toàn bộ xương của chúng ta sẽ được thay mới. Chính vì thế mà dù chiều dài bộ xương không thay đổi khi chúng ta đã trưởng thành, nhưng cơ thể vẫn cần canxi để giữ cho xương luôn chắc khỏe. Nếu thiếu hụt lượng canxi cần thiết sẽ dẫn đến tình trạng canxi trong xương phải chuyển một phần cho máu, lâu ngày sẽ dẫn đến hiện tượng loãng xương, đau nhức, vận động khó và xương dễ bị nứt gãy. Hay trẻ em bị thiếu canxi sẽ chậm lớn, còi xương, răng lệch và rất là dễ bị sâu răng. Ở trong hệ thần kinh thì ion canxi có vai trò quan trọng trong việc dẫn truyền thần kinh. Thiếu canxi thì hoạt động dẫn truyền thần kinh sẽ bị suy giảm. Trẻ em thiếu canxi thường có biểu hiện khóc đêm, dễ giật mình, và người lớn suy nhược thần kinh cũng sẽ mất ngủ, dễ đau đầu và thường xuyên cáu gắt. Đối với cơ bắp thì các ion canxi cũng tham gia vào hoạt động co giãn cơ. Thiếu canxi sẽ làm cho khả năng đàn hồi của cơ bắp bị giảm, chúng ta sẽ dễ bị chuột rút nè, và cơ tim co bóp yếu hay hồi hộp, vã mồ hôi tay chân, và thể lực thì rất là kém, khi vận động thì sẽ dễ thở dốc mà mệt mỏi. Nếu hàm lượng canxi trong cơ thể có sự biến đổi thì cái việc mất cân bằng canxi sẽ bị phá vỡ và ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Đơn cử như là hiện tượng hạ canxi trong máu thường gặp ở những người có chế độ ăn thiếu canxi. Qua đó thì chúng ta có thể thấy là canxi đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Bổ sung hàm lượng canxi thiết yếu cho cơ thể sẽ giúp duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Vì cơ thể không thể tự sản xuất canxi mà cần được bổ sung thông qua chế độ ăn uống hàng ngày. Theo khuyến cáo thì mỗi ngày trẻ em cần khoảng 500mg canxi một ngày, và đối với người lớn thì là 1000mg canxi. Tuy nhiên hầu hết không một ai trong chúng ta bổ sung đầy đủ cái hàm lượng này thông qua bữa ăn hàng ngày. Vậy nên thực phẩm bổ sung marine calcium và vitamin D của Oriflame là vô cùng cần thiết để bổ sung hàm lượng bị thiếu hụt này. Marine calcium và vitamin D của Oriflame chứa thành phần độc quyền aquamin. Aquamin là một phức hợp biển vô cùng độc đáo, có nguồn gốc từ 100% tảo biển đỏ vôi hóa ở vùng biển Iceland nguyên sơ. Không chỉ cung cấp nguồn canxi thiên nhiên lớn nhất mà còn bổ sung thêm 72 khoáng chất vi lượng thiết yếu khác. Khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và thực hiện những cái chức năng trao đổi chất quan trọng trong cơ thể. Thiếu vi lượng tố có thể gây ra nhiều chứng bệnh, ví dụ như thiếu sắt thì sẽ dẫn đến hiện tượng thiếu máu, thiếu iốt sẽ gây ra bệnh vú cổ, hay là thiếu kẽm sẽ dẫn đến vô sinh. Thì Aquamin không chỉ bổ sung canxi mà còn cả những cái khoáng chất vi lượng cơ thể cần hàng ngày. Aquamin có nguồn gốc từ biển với cái cấu trúc tổ ong độc đáo đã được chứng minh lâm sàng sẽ giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ so với những nguồn canxi khác thông thường. Không chỉ bổ sung canxi, Marine Calcium và Vitamin D của Oriflame còn tăng cường cả vitamin D nữa. Canxi và vitamin D luôn được xem là hai chất giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển xương và răng. Chúng luôn song hành cùng nhau. Vì cơ thể không thể hấp thụ hoàn toàn lượng canxi được đưa vào, chúng thường bị đào thải thông qua việc bài tiết nước tiểu, mồ hôi, vân vân qua da. Và vitamin D được ví như là chất dẫn truyền canxi vào cơ thể. Nếu bổ sung mà thiếu canxi thì sẽ giống như là chúng ta thiếu mất người bạn đường và sẽ không đạt được cái kết quả như mong đợi. Vậy nên bổ sung canxi thì cần phải kết hợp với vitamin D thì mới mang lại hiệu quả tốt nhất. Và các bạn biết không, Marine Calcium và Vitamin D của Oriflame có rất nhiều điểm khác biệt so với những cái sản phẩm bổ sung canxi thông thường. Đầu tiên đó là thành phần hữu cơ đã được chứng nhận. Aquamin là một thành phần độc quyền đã được chứng nhận chứa 100% nguồn canxi được thu hoạch hữu cơ từ vùng biển Iceland nguyên sơ với hơn 72 khoáng chất vi lượng tự nhiên. Thứ hai là nguồn gốc tự nhiên từ biển. Hầu hết các sản phẩm bổ sung canxi thông thường có nguồn gốc từ những cái thành phần truyền thống như là đá vôi nghiền. Tuy nhiên, Marine Calcium and Vitamin D có nguồn gốc từ tảo biển đỏ vôi hóa, cho nên là mật độ canxi
lớn hơn các nguồn thông thường, là một nguồn canxi tốt nhất trên thị trường hiện nay. Thứ ba là khả năng chuyển hóa rất là tốt. Thành phần aquamin với cấu trúc tổ ong độc đáo sẽ giúp cơ thể chuyển hóa hoàn toàn và hấp thụ vào trong cơ thể một cách tốt nhất. Thứ tư là khả năng sinh khả dụng. Chúng chứa vitamin D tự nhiên đã được chứng minh lâm sàng là sẽ giúp cơ thể hấp thu và chuyển hóa canxi hiệu quả hơn. Thứ năm là không gây dị ứng. Wellness Canxi Coriflame sẽ hỗ trợ hoàn hảo cho những người muốn bổ sung canxi nhưng lại nhạy cảm với sữa và đường lactose. Và cuối cùng là an toàn và tiện lợi. Sản phẩm dưới dạng viên nhai dễ hấp thu, chứa silicone, chất tạo ngọt từ tự nhiên, không chứa chất bảo quản, không chứa thành phần gây biến đổi gen, rất là an tâm khi chúng ta sử dụng. Vậy thì sử dụng Marine Calcium và Vitamin D như thế nào? Một viên Wellness Canxi sẽ chứa hàm lượng canxi 250mg cùng với vitamin D 5mg. Dùng mỗi ngày từ 1 đến 2 viên, tùy theo chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta, ít hay là nhiều canxi. Và kết hợp cùng với bữa ăn thì chúng ta đã có thể bổ sung hàm lượng canxi cần thiết cho cơ thể mỗi ngày theo khuyến cáo. Vậy thì Calcium và Vitamin D có thể sử dụng từ độ tuổi nào? Với Wellness Canxi thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng an toàn cho độ tuổi từ 12 tuổi. Vậy thì đối tượng nào nên sử dụng Marine Calcium và Vitamin D? Đầu tiên đó là sẽ thích hợp cho những trẻ em đang ở độ tuổi cần phát triển về chiều cao nè, hay là người trưởng thành muốn ngăn ngừa sự suy giảm mật độ xương cho cơ thể, hay là phụ nữ trước và sau khi sinh con, bởi vì đối tượng này thì chúng ta sẽ thiếu hụt một nguồn canxi rất là lớn, cho nên là cần bổ sung canxi với đối tượng này. Và đối với người lớn tuổi ngăn ngừa loãng xương thì chúng ta cũng có thể bổ sung Marine Calcium và Vitamin D. Và một số lưu ý khi mà chúng ta sử dụng canxi, nên uống canxi vào buổi sáng hay là sau bữa ăn khoảng 1 giờ để cơ thể hấp thụ tốt nhất, và dùng ở những thời điểm khác nhau trong ngày. Và không nên dùng canxi cùng lúc với những cái sản phẩm có chứa những khoáng chất khác mà chúng ta cần dùng cách ra ở những thời điểm khác. Vậy thì hãy duy trì cơ thể chắc khỏe với Marine Calcium và Vitamin D Coriflame các bạn nhé.